Ok, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đến với video của mình. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game có tên là Lobster 2. Như các bạn đã biết phần 1 của tựa game này thì đây là phần 2 của tựa game. Tựa game phần 2 này thì ra cũng được được khá là lâu rồi. Nhưng mà phần 1 thực sự mình chưa thể phá đảo được nên chạy cho phần 2 luôn. Và phần 1 thì chúng ta vào vai một tổng thống. Còn ở phần 2 này thì chúng ta vào vai của một pha ra ông Ai Cập. Đó, tựa game này thì ở phần 2 thì nó kêu nên nên phá đảo phần 1 hãy chơi phần 2, nhưng mà tựa game mình không thể nào phá đảo được rồi, chứ là tựa game này đây khó phải luôn đấy. Thiệt chứ. Phlong, ngài Phlong của thần, ngài có thấy ổn chứ? Phụ công hả? Chị ngươi là ai? Đây có nghĩa là vũ công rồi, Phlong. Vâng, Phlong ạ, ngài đã bất ngờ đổ gục xuống và bất ý thứ khi chúng ta đang nói chuyện. Hiện tại nhá, chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở cung điện ngài Phlong ạ, nơi ở hùng vĩ của ngài được xây tại thủ đô của vương quốc. Nhưng bây giờ xin vui lòng ngồi xuống và nghỉ ngơi. Điều này nghĩa là gì? Em xin lỗi, nhưng với sự cho phép của ngài, em phải chạy đi lo cho bữa tiệc tối nay. Ngài hãy nghỉ ngơi đi, Phlong của em. Ok, cảm ơn. Vũ công rời đi và biến mất, rời khỏi căn phòng ngai vàng của ta có vẻ đang vội vội vàng. Ok. Bác sĩ. Đây rồi, bắt đầu vô game rồi. Làm sáng cân bằng bối tối dưới tay. Số lượng công nhân và nô lệ bị thương tiếp tục tăng lên. Trời ơi, hãy cho binh lính bảo vệ cái địa điểm làm việc. Phải. Được. Ok. Uầy. Giảm ghê vậy. Một vài đại thương gia là những kẻ lừa đảo. Họ đến để lấy vụ mùa thu hoạch muộn vào ban đêm và luôn luôn lấy nhiều hơn số họ đã mua. Nông dân Sapu hả? Đúng rồi, chuyện chơi. Uầy, chắc chơi quân đội đường hết rồi. Một số trai tráng bị thương trở về tử trận cuối cùng. Tuy nhiên, tướng quân muốn họ tiếp tục chiến đấu. Đã sai con này nhưng bị lùa nha. Ok, ok. Chấp nhận thôi, sai con này cái là quân đội mình về số 0 liền. Thần, nhà tạo có tóc, ok. Thần nghĩ là hôm nay ngài có thấy tóc của vũ công không? Kinh khủng, thật. Thần không biết thần có nên nói cô ấy không? Tốt hơn là không, ok. Thợ rèn hả? Đây là một ý tưởng mới của ngài. Chúng ta có thể kết hợp hai loại kim này lại và tạo ra một loại mạnh hơn, nhẹ hơn. Được chứ? Rất tốt. Ngài ghi chép, người ghi chép. Thật tuyệt vời, hợp kim mới thực sự thành công. Chúng ta sử dụng những thứ được chúng ta sản xuất như thế nào đây? Tất nhiên là kiếm rồi. Chế tạo vũ khí. Thôi vũ khí đi. Đúng rồi, quân đội đang yếu. Thần có thể gia tăng sản lượng nếu thần có thiết bị phù hợp. Nhưng thần cần nguyên liệu để làm nó. Xin ngài cử nhiều người hơn đi khai thác quốc quặng hả? Được. Cái gì vậy? Thương gia. Ok. Dưới bãi tập có quá nhiều người hầu, trong khi chúng tôi những thương gia thì đang dần cạn kiệt lực lượng lao động. Hãy điều một vài nô lệ làm việc cho chúng thần nữa. Chúng thần sẽ trả tiền. Ok, trả tiền thì được. Chắc chắn. Thường dân mình sắp hết rồi. Quý gì? Vũ công đây nè. Thật là một tên ngu đần. Thật là một tên nhà quê. Thợ làm tóc đang nói xấu về thần sau lưng thần. Thần chắc chắn điều đó. Người nói đúng. Ta đang nghe. Anh ấy nói, người đang tưởng tượng điều đó. Nên ông ta Ok. Nhà nó tóc đây nè. Đôi khi nó có vẻ nhàm chán ở đây trong cung điện. Đặc biệt là khi Amo nghỉ một ngày, hãy tổ chức một buổi dạ tiệc và mời cả thành phố. Ồ, mắc lắm. Chắc chắn tiền sẽ giảm à, tiền mình đang nhiều mà, ok. Không sao hết, tiền đang nhiều. Ngài là một người cai trị nhân từ, Phlong của tôi. Có lẽ quá nhân từ, thần có thể đề nghị ngài có những hình phạt hà khắc hơn cho những kẻ giết người và kẻ phản bội không? Được. Đại tử tế không? Đại tử tế. Được. Quay. Ok. Hòa bình, cũng cao rồi. Thưa ngài, dưới tập đang tăng tiền thuế rất lên và chúng tôi không thể trả nổi số tiền đó.
xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Phải không, giúp như thế nào nè? Trợ giúp một tí về kinh tế là đủ. Thưa nhà salon của tôi, chúng tôi sẽ trả lại bằng cách làm việc thật chăm chỉ. Đúng rồi, tiền đang nhiều mà. Ok, không sao hết. Uầy, giỏi kinh đấy. Nhà chiên tinh. Mặt trăng kỳ ngài phải không? Mặt trăng đang chiếm ưu thế và những ngôi sao thì không sao đánh như chúng đã từng. Đây là một rắc rối. Ồ. Thì có đề xuất gì không? Ok, đề xuất gì không? Chúng ta phải cân bằng lại các vì sao. Thưa ngài Pharaon, ông thần đề nghị các tu sĩ mang mảnh bùa làm tường vàng cho các ngôi làng làm tường vàng. Theo lĩnh hành. Quay sao giảm hòa bình đây vậy? Một số con bò đang sản xuất sữa bị chua. Thần nghĩ rằng đó là một vài loại thuốc trừ sâu chuyên đặc biệt mà chúng ta sử dụng trên cái cánh đồng. Nhưng tôi không chắc về điều này lắm. Không chắc hả? Chúng ta không có thời gian cho việc này. Hãy làm ok làm điều trai. Quay chắc cha cũng tốt tiền đó hả? Một số tộc không quan tâm chăm sóc vấn đề vệ sinh nô lệ của họ. Còn việc đó họ có phải lây lan bệnh tật. Tịch thu đi. Quay quay chết cha tiền ơi. Gần đây thì kim loại đồng được khai thác từ các mỏ chúng ta đã tăng gấp đôi. Chúng ta có thể cho các thương gia một phần để họ em bán đồ đưa lên. Em thiếu tiền, em thiếu tiền, em thiếu tiền. Ôi, em thiếu tiền rồi. Gần đây thường nghĩ mọi người cảm thấy thất vọng một chút. Tại sao không tổ chức buổi tiệc thi nấu ăn, một cuộc thi nấu ăn hả? Thật sự cái chỉ số con người của mình cũng khá là cao, nhưng mà chỉ số tiền bạc mình hơi bị thấp nên thôi. Xin lỗi nhé. Cái gì phải cân bằng thôi, tôi mới tồn tại được. Việc tìm kiếm về thuốc trừ sâu đã ra kết quả, sữa bò bây giờ đã ngon trở lại và cho chúng ta gấp đôi chiến lược. Tốt. Thắng rồi. Sắp sắp được đã mời mình sắp được lại phải ông 11 năm rồi. Thường đã tạo ra một phương pháp skin care mới. À, chăm sóc da hả? Giới tập sẽ trả tiền để có nó, nhưng thần nên thử một số thí nghiệm với nô lệ. Nghe chân lý cũng hợp tình hợp lý. Nghe chân lý cũng được, nhưng mà nghe chân tình thì có vẻ. Nhưng mà biết đâu skin care này rất là tốt thì sao? Được. Ngài Pha Long, thần có thể cảm thấy đó. Các nhóm dân ở phía đông đang ở trên biên giới chuẩn bị tấn công chúng ta. Chúng ta phải củng cố quân đội bằng nhân lực và thiết bị. Được. Quầy giảm tiền kinh thế. Một vài kẻ phá hoại đã phá hoại các bức tường của ngôi đền. Nhưng các tướng canh dường như từ chối tìm kiếm các thủ phạm. Hãy trừng phạt họ luôn hả? Như vậy có ổn không? Mày không làm chỗ trách nhiệm hả? Không làm chỗ trách nhiệm của mày. Chắc là mình dừng cái lỗ kia rồi. Mình tính trừng phạt mấy người lính chứ. Ai nhờ, cái lỗ kia. Lò rèn của thần bây giờ đã cũ và không hiệu quả. Đầu tư một số tiền thần có thể tăng gấp đôi của việc. Tiền thì bây giờ cũng nhiều. Quân đội thì cũng nhiều. Thật. Quay. Sai lầm rồi. Cung điện này rất đẹp nhưng chắc chắn nó không phản ánh sự lộng lẫy của ngài. Thần có thể vừa có vẻ tự cải tiến. Được. Tiền cũng khá là nhiều. Nhiều binh lính từ chối ra chiến trường, họ yêu cầu tăng lương. Tăng lương nữa. Cương vị của một nhà vua thì ok, tiền đang nhiều mà. Nhưng mà muốn đổi tiền bạc là cũng nhiều hết. Chúng ta không ổn. Chúng ta sẽ ổn mà không cùng chúng. Thủ thế. Họ sẽ được tăng lương. Khó nha, cán cân là khó nha. Quân đội cũng đang nhiều nè, tiền cũng đang khá là nhiều nè. Nhưng mà giảm mạnh một cái mà không được nó tờ vậy luôn á. Ok, tiền quân đội cân bằng lại rồi. Có nhiều xe đẩy được dùng để chở thực phẩm từ thành phố này đến thành phố khác cho tình trạng rất tệ. Chúng ta cần những cái mới ha. Lại tốn tiền. Mày, tốn tiền mà được tăng ba kia cũng được á. Được. Uầy, ăn tiền ghê thế. Ồ, nãy rồi phải không? Thần đã tìm ngài. Thần vừa mới tự tạo ra một loại thuốc nhuộm tóc tuyệt vời. Ngài nên thử, ok thử thôi. Nó có khi nào lan bay không ta?
Rồi bài hát Lào đầu chết tôi. Được. Bữa ăn trong cung điện giờ đã bị mòn dò, mòn dần theo thời gian. Chúng ta chúng thần có thể ủy thác cho thợ rèn làm một số đồ bạc mới. Lại tốn tiền. Thôi tốn tiền lắm. Chúng tôi đã có một vụ mùa thất bại mùa thất bát mùa này. Chúng tôi không thể cống hiến cho quý tộc và binh sĩ phần như bình thường được. À, nếu không thì ít đó. Ta thấy rồi. Không có ngoại lệ. Ồ, một cái là thủ rắn, một cái là châm trước. À, nhưng mà con người của mình đang cao quá. Không có ngoại lệ. Quay giảm tính hết. Các phương pháp điều trị hướng đến trẻ em mồ côi thường nông cạn và ức chừng. Thưa ngài, thưa ông, chúng ta có thể giải ngân một số tiền để cải thiện các phương pháp điều trị này. Được, trẻ em là lớp măng non mà. Ok, tiền cũng đang nhiều. Có cần tốn phải không? Cho trẻ em cần tốn phải không? Thưa ngài Pha Đông, điều kiện của các quý tộc ngày càng trở nên tồi tệ hơn, trong khi các linh mục thì càng ngày càng giàu. Chúng ta nên cân cân bằng lại tình hình quý tộc hả? Linh mục cũng ổn. Được. Ui. Đôi khi các linh mục trông hơi căng thẳng, đặc biệt là đại tư tế. Một hũ mật ong ngọt ngào có thể làm cho họ ngọt ngào hơn hay nhập khẩu chúng, lại tốn tiền nữa. Oai, hai cái này thấp nhất luôn nè. Ủa, khó rồi. Không, quân đội cần những chiến thuật tấn công mới để gây bất ngờ cho kẻ thù, cho tiền cho các kỹ sư để họ phát minh điều gì đó. Hết tiền rồi mày, hết tiền rồi. Thưa ngài, đã được bao quanh bởi những người phụ nữ xinh đẹp, trong khi cuộc sống thật khó khăn trong thành phố. Thành phố, quý tộc chúng thần sẽ trả thêm tiền để có một vài cô vũ công của ngài. Ý đây lại hơn nè. Không mất nhiều mà được tăng nữa. Nhiều linh mục mới cần quần áo xa hoa cho các buổi lễ đó. Ui, nhưng mà cái chỗ mà bệnh linh mục của mình đang thấp quá. Thôi không lại luôn đấy. Em lại tăng linh mục luôn đấy. Chúng ta đã có những nô lệ mới từ cuộc chiến chống lại các quân thể ở phương Đông. Ai nên có chúng? Mình nghĩ là quân đội. Nếu quý tộc lên xe đưa tiền, mình bán nô lệ mà. Còn người xây dựng thì chúng ta sẽ có nhân lực. Thôi hết tiền rồi. Những khoản thuế nông dân chúng tôi phải trả đang rất cao. Giảm bớt chúng lại hả? Là hoàn cảnh khó, làm uống nước à. Cái vụ tiền nông này thì thực sự cũng là một cái gai trong mắt những người có chức quyền. Tiền cũng nhiều, nhưng mà người dân mình cũng khá là nhiều nữa. Nhưng mà quậy giảm kinh lắm này. Không có giảm gì hết. Còn tiền còn còn có thể nữa. Đánh đáp lại, người nông dân đó cứ làm sao chọc các bánh xe của chiếc bánh đẩy hàng chỉ vì sự căm phẫn. Thần có thể sử dụng một vài binh sĩ để hộ tống hắn ra ngoài. Chuyện vậy thôi mà cũng nhờ binh sĩ nữa hả? Bớ vẩn. Giảm kinh thế. Ở các làng phía đông vương quốc có rất nhiều thanh niên bị mất cha mẹ do các căn bệnh. Chúng ta nên xây dựng một nơi phù hợp để cho những thanh niên đó ở tạm. Được, thôi thôi thôi, được đi. À, chúng chụp lệnh này. Đấy, sắp được 2 năm rồi kìa. Một chiếc máy do thần phát minh ra sẽ làm tăng sản lượng lúa mì theo cấp số nhân, nên ngài cho thần đủ nô lệ để chế tạo nó. Được, 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 được. Không nên nó keo kiệt với các phát minh. Ở các khu vực phía nam của Vương quốc, các buôn làng than thở hạn hán nghiêm trọng. Nông dân sẽ phải vật lộn để đáp ứng hạn ngạch thu hoạch trong 3 tháng này. Họ sẽ bị trừng trị, trừng phạt hả? Thôi, tụi tốn nhiều tiền phớt đi. Thôi kệ anh vậy. Một người hành hương trẻ đã bất ngờ bị bắt quả tang khi anh ta đang ăn trộm một vài cổ vật ở trong một trong các ngôi đền.
Tội đã phạm tuy không nghiêm trọng, nhưng dù gì thì hắn cũng nên được trừng phạt thích đáng. Ôi, tội phạm cũng giảm giảm tình người đó hả? Hai cái này đều thấp nhất mà. Thôi, có tội thì phạt đúng thôi. Ok, ui, giảm thấp thôi, xử 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 tội phạm mà, cái gì đâu. Thưa ngài, khối lượng công việc ngày càng là quá nhiều. Một số thiên sĩ đã giúp là ok, được được, được. Bình thường anh khá nhiều. Ok, bình sĩ cũng khá nhiều. Chú quân muốn thợ rèn chúng thần cung cấp cho ông ta những thanh kiếm khi mới, thậm chí trong những ngày nghỉ của chúng thần, điều này không thể chấp nhận được. Đừng nghe lại hắn ta. Thôi, hết sự lựa chọn rồi. Chỉ số con người của mình sắp cạn rồi. Nhờ ngài mà quốc thịnh thịnh vượng mà ta nên ăn mừng sự thần thánh này của ngài. Ngài nghĩ như thế nào về việc xây một cái đền? Tiền quá nhiều mà. It's ok. Có tiền là phải xài thôi. Ôi, ngôi đền thiên xây dựng một cái đền bằng chính hình ảnh của bạn, hỗ trợ cho bạn tâm linh. Các đạo sĩ sẽ đi theo phái đàn ông của họ một cách sùng kính hơn. Tôi nghe cũng là cái gì vậy? Tôi tưởng nha. Ngôi đền thiên nè. Dù một kỹ năng hiệu ứng thôi. Người dân tham lam và sống vật chất hơn và càng lúc càng ít quan tâm hơn về tinh thần của họ. Hãy để nhiều buổi lễ hơn được tổ chức, mọi người sẽ tham gia. Lại tốn tiền ạ. Nó đúng. Uầy, không tốn tiền phải. Quay, cái gì vậy? Mình tưởng người dân sẽ tăng lên chứ mà giảm luôn hả? Uầy, chết rồi. Thưa ngài, đã vài ngày kể từ khi anh trai của thần bắt đầu chịu đựng những cơn đau kinh khủng khiếp. Thần nên tin vào ai? Quý tộc hả? Linh mục. Tôi tìm bác sĩ rồi. Lao, bệnh là phải là bác sĩ. Ra ông của thần, ngài không nghĩ rằng màu sắc cổ thảm của chúng ta không thời trang như trước đây. Chúng ta là thuộc sự. Chết rồi, chứ không giảm thay cái thảm rồi, không giảm được. Không giảm được cái chỉ số người dân đó là sao nhờ? Thưa ngài, một đàn linh cẩu đã di chuyển đến rừng những cánh đồng của chúng thần và tấn công gia súc, hay gửi vài binh lính để săn bắn chúng đều đều đều. Ui, binh lính cũng thấp quá nè. Bây giờ mình không một cái mình thua ngay. Quay sẽ tệ rồi. Một gia đình nông dân không thể đủ khả năng chi trả toàn bộ các loại thuế cho chủ đất. Ông ta bắt người nông dân phải làm này. Đúng rồi, tất nhiên đúng rồi. Phần đơn giản. Ủa sao sao tới sao sao có một chỉ số quân lợi gì trên đây vậy? Quay quá tà heo, bị giảm nữa. Đi quay quân đội đâu? Thường vừa mới hoàn thành một kỳ tác ẩn thực mới nhất của mình, thường đã gọi đó là bánh ngọt. Về đi. Đã về làm mặt không? Nhưng sao? Không, tất nhiên là không rồi. Cái phái đông của thần. Không có tin. Có ba. Thưa ngài, cái thành phố phía đông thực sự bị xâm chiếm bởi cào cào của xâm lược như vậy đã không? Không được thấy thật kỹ. Ta sẽ cử vài chuyên gia đến. Ok, sửa cửa. Cái thành phố của mày. Ngôi đền nó được xây dựng cho thành phố của chúng ta nên là biểu tượng của quyền lực và sự thịnh vượng. Hãy để nó được trang trí. Uầy, đã tốn tiền rồi. Được. Ok. Tốn tiền mà nâng được chút xíu luôn được hả? Hôm nay ngài trông hơi nhợt nhạt. Tôi có thể đề nghị ngài thanh tẩy cơ thể ngài bằng cách tắm bằng nước thuần khiết. Được. Bột tắm thư nhẹ rất thư giãn. Quên mất thời gian. Ok. Có thể bạn thư giãn quá nhiều vì thế một tiếng sau bị đột quỵ trong khi vẫn còn đang trong nước, bạn chết quý. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Mình không giờ chơi được game này. Không có hiểu nổi, thực sự không có hiểu nổi. Cực khổ lắm, cân bằng là bốn yếu tố chính để trở thành một nhà vua tốt, thương dân yêu nước. Vậy mà từ phần 1 tới phần 2 không có nào thay được cái chất nhảm nhí này. Bỏ
ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Còn bây giờ phải tạm biệt các bạn rồi. Bye bye.